Và rất nhiều kiểu 1, 2, 3 rồi tạo dáng khác, cứ bình tĩnh. Rồi. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị đến với bản tin đặc biệt của đài truyền hình tần số VTC. Thưa quý vị, ngày thứ ba trong nhiệm kỳ của đảng, những quan trọng là những đảng 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 xuất sắc của đảng đã được đạt. Để tỏ lòng thành kính, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội trường chúng ta sẽ dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chuyển giao kiến thức trong lĩnh vực điện tử. Và hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho 80 nhân trong cái hội điện tử, năm gia đình thầy giáo Minh và cô Xuân
và chúc sức khỏe hạnh phúc và tiếp tục phát huy và hỗ trợ trong lĩnh vực điện tử cho 8 em trong cái khóa điện tử 1999. Xin trân trọng cảm ơn thầy giáo. Và sau nữa mình phải là cảm ơn tất cả 8 người vợ của 80 em trong cái hội điện tử và những người con hôm nay cũng có mặt ở đây để đồng hành với 80 em kỷ niệm 25 năm ngày kỷ niệm. Xin trân trọng vào tay. Và rất cảm ơn ban lãnh đạo của trung tâm điều dưỡng Việt Nam cùng một số anh em khách mời cũng đã có mặt ở đây. Xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây xin mời thầy Minh sẽ lên trao hoa cho đội điện tử 599. Xin mời 80 em. Anh cứ tưởng thật rồi đó. Ăn thoải mái nha, ăn giờ đến sáng mai thôi nhá. Tí ở đây là hát karaoke ở đây luôn. Đạt ngồi với ấy ngồi xa đó. Đánh nhau à, đúng rồi, kéo ra. Ăn thoải mái nha, con cháu nha. Đó rồi, ly chúc mừng tất cả các bạn. 1, 2, 3 Thầy, thầy nhường cho mình. Bây giờ là đồng nghiệp rồi, có thể với anh chưa? Hết nha. Đợt đi chơi thầy dưới một ca, nhưng mà lúc anh nhầm thì cũng một chén chứ một giá trị cả. Ta có vô phao nhỉ? Vô chén ơi, đâu rồi? Vô mình dưới này mình chưa có chén không? Có đâu, đi lang thang là có cái gì đâu. Đây,
Đây nào. Rồi. Sức khỏe mọi người nào. Chúc sức khỏe. Chúng ta cứ anh chị em chúng ta. Cứ mỗi lần chúc là thêm một lần nữa duy trì tình cảm nữa đẹp như này. Rồi. Các cô bác. Rồi, mời anh em nha. Cô bác xin đẹp lắm đang. Lý do. Phải có lý do. Trên đầu tin hết luôn đây. Tại lần này bốc không trúng nên mà. Bắn trượt bốc mà không trúng, bắn bốc mà bốc bình thường. Thái em nãy dặn là anh em ta có nhớ chưa nhỉ? Không biết không ai hả? Không nói gì. Em nghe rồi. Không nghe nhá, không nghe được. Không nói nhá. Thái nói. Không nói cũng vậy. Không nói không nói. Mua mấy giờ? Mua giờ tắm 6 giờ. Đúng giờ hoàng đạo. Tao mua vào đúng. Ừ. Tắm đó là đợi hương. Lại nó là luôn đi nó đi muốn đi phở về đi ăn mặn nào. Ăn mạnh này anh em nhá. Cái này là làm cái dây sâu điêu được anh nhỉ? Nên bây giờ chân hư. Nha. Tôi cái ông Sơn ạ, à, ta điêu với ách cái bọn à. Bắc Khanh thì điêu ra chi. Nhường nha. Anh bỏ điêu nó mới đẹp. To cao người tướng mới được. Anh Sơn mà đéo nước xong về để mượn thân hổ ăn. Nhưng mà phải có tướng nha. Mà là khố rồi đó. Anh này có bà chồng nhận anh đến đây tốn mà. Anh mang về mượn thợ mà ám là bé. Anh em anh bảo là vào đón nhà anh Thanh. Em thấy anh phát trực tiếp anh đi lâu rồi đón gì nữa. Trời ơi bay thế gì. Hôm nay em đi sớm này nhỉ. Thôi nhà anh Dũng này. Ông nhớ nhớ này thôi. Nhưng mà hôm nay là gương nhà rồi là Hải là gương mẫu đó. Ông nhớ nhớ. Sau mình nhà anh nữa. Thôi nhà tôi là gương. Hôm nay là biết bắt tiếng đến nhớ này chẳng qua này. Đến thử đường. Sống lâu này. Đến sớm là đến làm luật mấy ông này. Chạy quá rồi. Chạy đến hội. Lâu nay là cho nên là lúc mình chia ra là đấy bài mình là trúng luôn. Đây là kinh nghiệm không mất được. Là chồng. Ờ, có miếng gì đó, chú Phương. Anh em anh gọi đi từ lúc 1 rưỡi. Em đoán là anh phải đi từ sáng rồi, cho nên em muốn gọi đó. Hôm nay gọi là mắc làm đấy chứ. Em mà biết nữa, em gọi không anh. Không, thứ 7 chủ nhật. Cả nhà anh tắp lúc xe. Anh nhà mình mất ngày rưỡi đó. Anh đi ra anh mất ngày rưỡi hay không anh à? Hai. Hai anh em mình à. Nhậu thì chưa rót. Em mấy chị em xe của em có lúc cỡ 12, 13 người. Nhưng mà Hải cũng để cái cốc to đó. Có ai cái bảo là hai người đó thì mình Hải với nhau. Hải bảo là đi xe là bảo là thứ mấy nhá. Muốn lòng em à. Mà đi xe mà cùng cả nhà 4 người con là cũng đủ hết. Nhà tao 4 người hết to chiếc xe em chở mười mấy người mà. Nếu anh em đòi đi 1 rưỡi em bảo là các anh đã hẹn nhau 3 giờ thì 3 giờ. Ba giờ anh nói 3 giờ, 3 giờ là cuối cùng hạn chốt. Ăn cái gì là ta xoay cái này xoay được không anh Hải? Xoay mà bạn xoay được đúng không? Đấy đúng rồi. Không quay với ta cứ ngồi im. Đúng rồi. À, ngồi yên là ta mình xoay thôi. Ăn cái gì mình xoay cái đó. Thoải mái. Đúng rồi. Mà chú chú hả? Ai hôm nay bảo luôn, ai thích làm vậy? Ai thích làm công bộ? Ai có đây là chúng làm quảng ca? Quảng ca là người quảng ca. Không biết kiểu gì là quảng ca là người quảng cái này. Hai nhà. Đây này. Hai ba go. Cảm ơn ông. Chào quý vị và các bạn. 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 Chào quý vị và các bạn.
con. Thế này coi như là cũng kỳ đấy ạ. Lớp rất nhân văn. Đi chơi như thế này rất kỳ đảm bảo đúng không? Không phải lo không phải toan gì cả. Nên anh em duy trì được là cũng rất quý. Rồi là hôm nay là cũng rất kỳ là vinh dự là cảm ơn. Cảm ơn thầy, cảm ơn các anh, cảm ơn các cô này. Là anh em là hết nhá. Anh em dù sao thì phải bắt đầu khởi nghiệp từ đây. Sơn ngọt lắm. Chốt đầu tài hệ pha đó nhá. Dạ đúng rồi. 1, 2, 3, go. Tuyệt vời. Uống rượu vào hết đau đầu luôn. Từ quá thế, nếm ít rồi. Mua máy rồi thì cũng rồi. Tình bạn cô ta ngày càng gắn bó nhá. Tôi nói rồi, bây giờ là không chỉ có tình cảm này. Không chỉ là chị mời anh nhá. Có tình với nhau mà không phải có nợ với nhau thế này. Thương người. Em hôm nay em đang có bé. Chúc mừng em. Lại là em có được chứ. Hái ra đây chứ. Uống đi hai vợ chồng cái này nhìn này. Uống bài vẫn còn. Cả thế giới đang sôi đây này. Vấn đề là đúng lại không uống. Thế giới đang sôi này. Rồi cũng được. Thôi rồi cho em hữu nữa đi nhá. Rồi. Rồi. Các bạn ơi, rượu với vợ em là người khác. 1 2 3 go. Anh kêu không? Đây thôi, kêu một tạm bên kia. Để cho hắn bố lâu dài trong cuộc sống. Mình nói được. Vâng, thì có gì là cái gì cháu là cái nơi thầy cô là cái nơi để cho như em đấy để học hỏi có những cái là các em thấy cái này cái bàn hết về hồ nhiệt cá mình. Ôi trời ơi, bạn ơi, bạn vào đây bạn ơi. Kính hồi này nó sai nè. 1, 2, 3. Cứ phải có im trả để đi. Tài xế ăn tợ đen. Lấy sức mà lấy sức mà vặn vô lăng. Ăn anh em ơi, ăn con ăn cua đi, ăn cua đi. Thắng đâu rồi? Thắng đang tác nghiệp. Cầm ly đây. Không chơi. Say rồi tí quay láo nhào này. Quay người không quay, quay cái khác cái chết. Quay không người đấy, cầm đi.
Bây giờ không cần quay mà, sao đó bây giờ đang uống rồi, bây giờ là không cần quay. Dùng cái mẫu cứ quay đi. Dùng mẫu cứ quay ngón cắt lương. Khách tháng miễn không có lương. Khách mời. Tôi mời ha, cảm ơn anh nhá. Dạ. Chỗ Lan vợ Hùng. À rồi. Đây luôn rồi à. Cảm ơn anh. Dạ. Chúc khỏe nha. Để. Tùy các em thôi. Tùy nha. Dạ, rượu lọc. Cái là cảm ơn anh. Dạ. Mấy năm trước thì cũng đến đây rồi. Có gặp vài lần rồi. Anh em mình uống rượu với nhau vài lần rồi. Trước hết là nếu mà thừa là mừng, còn nếu mà thừa là mừng, còn thiếu là buồn ấy. Ấy là ai? Nhà mình ơi. Quên tên là ai? Đấy. Quên tên của tuổi. Bây giờ. Nói câu này. Nói câu này. Ấy là ra quán cà phê với con ấy gọi quen. Uống. Tôi chưa bao giờ. Nói thôi có lý ạ. Anh có hát bài chỉ lỗi yêu từ bài hát bài không? Hát bài. Hát bài rồi. Có biết hát không? Học cũng thấy hát. Do nó ngon hẳn rồi. Không phải là do mình cao mình. Không phải là do mình cao mình. Không phải là do mình cao mình. Có cá mai mốt cũng đẹp cũng ngon rồi. Nhưng mà chưa bảo mình cũng đẹp rồi. Cả đôi luôn. Đâu rồi, vấn đề là cái chỗ này rõ thế nào? Từ sáng nhân văn đấy mà có 80 em mà vẫn giữ được bao nhiêu năm.
hai tháng liên tục một năm nữa. Bà nói là tôi vừa mới nghe nói là tôi giật mình. Ông tôi giật mình, tôi mới bảo là đây. Thế tôi mới bảo là vợ chồng à, không cả các cháu à. Cả các cháu luôn nữa, và đại gia đình luôn à, thầy ạ. À. Vì tôi lại còn giật mình hơn. Thế là tôi nói như thế nha, rồi chị em rồi anh em. Ta cứ xung bày thế này nha, chồng có nghĩ gì nhiều, đừng có nghĩ gì nhiều. Rồi, chúc sức khỏe thầy con. Nâng lên nào. Dạ, dạ, dạ. Rồi, tới đây. Đều có nha. Dạ, vâng. Đều có nha, ý nghĩa nha. Rồi, ý nghĩa. Rồi, nào. 1, 2, 3. Vô, 2, 3. Vô, 2, 3. Vô. Mất hai chỉ chỉ là tám, con số là đẹp rồi, không tiếp đạt thêm chuẩn nhất này là đúng, không đi và không những là 25 năm mà 30 năm, 35 năm mà có thể là 50 năm, lúc đó là phải có dâu rể và cháu chắc, không phải là bây giờ là 4 năm sau này là cháu, cháu là chắc là mới kinh như hôm nay có cháu rồi thầy, hôm nay mới chỉ là con số gia đình là có cháu rồi, sơn có cháu, dũng đấy, cháu đây, dũng là dũng, thì đâu người đâu nghe qua hết rồi, ngoài là bà Nguyễn Thị Thanh, hai người ngồi đây. Bọn em mà lên ông là thầy lên cố. Rồi. Rồi. 1, 2, 3. Tuyệt vời, đấy. Đấy. Thầy giáo ta là cố đấy. Đấy. Nào trời. Xin đúng rồi. Bây giờ tôi xin xong cái cuộc đó thì anh em để thầy nói.
Bây giờ là anh em về con. Thank you.